Hello class, welcome to my class. Now today we continue the unit 10 in the part lesson 6 review. First of all, you can look at on the screen. Now you can listen. Listening 95. Listen and point. Shout. Chase. Catch. Meet. Cross. Meet. Shout. Cross. Chase. Catch. Listen and repeat. Shout. Chase. Catch. Meet. Cross. Okay, this is the word you just study in a lesson 5. Now we continue the lesson today. It's writing about me. You can see. We, you, and are to cling to ideas in a sentence. We use an a positive sentence and are in negative sentence. Tức là chúng ta sẽ sử dụng mẫu từ chúng ta sẽ sử dụng giới từ and hoặc là are để nói hai câu, hai cái ý tưởng trong một câu. Chúng ta sẽ sử dụng từ and trong câu khẳng định hoặc là từ are trong câu phủ định. Now you can see. Lisa likes apples and bananas. Tim doesn't play soccer or fish. Các bạn lưu ý ha, chúng ta sẽ từ and được sử dụng, được nói giữa hai danh từ, đó là từ apples and bananas. Đây là câu khẳng định. Tim doesn't play soccer or fish. Đây là câu phủ định. Thì chúng ta sẽ thấy từ are, play soccer and fish, tức là hai môn thể thao, nói giữa hai môn thể thao. Okay. Now, this is for you exercise, try and or are. Number one, the gingerbread man doesn't like the woman or the cat. Now, you can continue the number two, number three, and number four. Pay attention, please. Number two, don't pay attention, you use. Number three, number four. Okay, now you can open your notebook and you can write the answer. Number two, number three, number four. And after that, I will chat. Now, you can look at on the screen. This is my answer. Number two, R. Number three, N. Number four, N. Now, continue. Park writing the sentence about you. You can use N, R, R. Các bạn sẽ viết cái câu của các bạn về bản thân của các bạn. Chúng ta sẽ dùng giới từ N và R. Now, look at number one. I have English and math on Monday. You can see and. Number two, I have. You can try about you. Number three, it. You can draw. Number four, play. Number five, play. Các bạn sẽ tự động làm bài tập. Lưu ý các bạn. Câu khẳng định thì mình sẽ dùng từ and và câu phủ định có nó thì mình có thể mình dùng từ are. Bây giờ các bạn sẽ xem lại. Đây là câu mẫu, các bạn sẽ lưu ý. Number one, Lisa likes apples and bananas. Từ and,
được nối giữa hai danh từ của câu khẳng định. Tim doesn't play soccer or fish. Đây là câu phủ định có not. Thì mình sẽ dùng từ or. Giữa hai môn thể thao. Tim doesn't play soccer or fish. Đây, giữa hai môn thể thao. Tương tự các bạn sẽ tự làm bài tập phần này. Và sau đó sẽ sửa. Chúng ta sẽ có number 2, number 3, number 4, number 5. I have, tức là tôi có cái gì đó. Và có cái gì đó. I eat, tức là tôi ăn cái gì và cái gì. I play, tôi chơi môn thể thao nào và môn thể thao nào. Number 5, cuối cùng. I don't play, tôi không chơi môn thể thao này hoặc là môn thể thao kia. Các bạn sẽ tự viết vào trong cái phần bài tập của các bạn nhé. Ok. This is the end of lesson. Now, goodbye and see you later.